Cát Hữu Huân kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người đây là chiếc tủ áo 4 cánh 3 buồng của anh Khánh, chất liệu gỗ hương đá 100% và bên em hoàn thiện kỹ. Cái bộ này là thuộc phân khúc hàng VIP, hàng cao cấp của bên em. Từ bên trong ra bên ngoài, từ thanh gỗ nhỏ nhất là 100% chất liệu gỗ hương đá, không có bất kỳ một thanh gỗ nào khác. Và ván là ván liền tấm, hàng phân khúc hàng VIP, hàng cao cấp của bên em rồi. Thì mọi người có thể nhìn thấy từng chi tiết đục tỉa ở trên trương hay ở dưới cánh hay ở dưới cái núm ngăn kéo và ở dưới bệ đi nữa. Thì bên em hoàn thiện vô cùng là tinh xảo, chạm trổ, sắc nét và hoàn thiện nhãn thím từng chi tiết vô cùng là kỹ càng. Và sơn cao cấp O7 cao cấp nhất hiện nay. Cái bọ góc này bên em làm liền luôn cột giấy 8 phân. Và mọi người quan sát bên trong, bên em hoàn thiện nhẵn mịn từ bên trong ra bên ngoài, cực kỳ là sạch sẽ, trơn bóng, trơn tru. Đấy, sắc nét đến từng chi tiết. Khuôn cánh dày 4 phân, ván cánh 2 phân. Và đây phần khuôn mọi người có thể nhìn thấy luôn dày 4 phân. Và từ cái núm hay là cái khóa này bên em làm bằng khóa Việt Tiệp cao cấp này. Và cái bệ này là bệ chân quỳ. Bệ chân quỳ dáng chân rất là sang trọng, hiện đại và cũng rất là mềm mại. Đấy, tạo ra cái vẻ đẹp mềm mại cho tủ áo. Thì cái chiều sâu bên em làm 65 rất là sâu, diện tích sử dụng sẽ lớn hơn. Ván này thì bên em làm liền tấm dày 1 phân 8 và soi huỳnh rất là kỹ đẹp. Ai có nhu cầu có thể liên hệ nội thất Hữu Huân.